chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những câu mà đúng ra phải là ở cửa miệng, đúng ra là phải phát ra một cách tự phát, mà bây giờ đôi khi nó lại trở thành hàng quý hiếm, đó là hai tiếng xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề. Đó là hai tiếng. Đó là hai tiếng. Rồi, đó là hai tiếng cảm ơn. Đó là hai tiếng cảm ơn. Chúng ta, những người bình thường sống với nhau, giáo dục nhân bản ngay từ còn bé, đi học lớp mẫu giáo, lớp mầm, lớp trồi, cô giáo nó phải dạy cho các em là mở miệng ra khi mình nhận cái gì của ai là phải nói hai tiếng cảm ơn. Nhận cái gì của ai hay là mình được ai giúp đỡ cái gì, mình cũng phải nói hai tiếng cảm ơn. Ấy thế mà anh chị em thấy bây giờ cái tiếng đó hình như là nó hơi hiếm. Và cái tiếng thứ hai nữa là tiếng, một là cảm ơn, hai là xin lỗi. Vâng, xin lỗi, mình hơi nói cái gì hay là làm phiền người khác cũng phải mở miệng ra mà xin lỗi. Dường như bây giờ là người ta thay vì là xin lỗi là người ta đổ lỗi, người ta chữa lỗi, rồi người ta chạy lỗi, không bao giờ chịu nhận lỗi. Vì có nhận lỗi thì mới mở miệng ra mà nói lời xin lỗi. Tại vì có những người không bao giờ nhận là mình sai cái gì cả, bao giờ cũng là cho là mình đúng, bao giờ cũng có lý do để biện minh cho việc làm của mình. Lúc thì đổ cho cái này, lúc thì đổ cho cái nọ, lúc thì đổ cho cái kia, lúc mà đổ cho con người không được thì đổ cho hoàn cảnh. Rồi lý do khách quan, đã biết lý do khách quan với hoàn cảnh là cái gì cả. Thì mình có điều sai mà nhân vô thập toàn, làm sao mà ta không có sai được? Tại sao ta không có khiêm tốn, ta nói lời xin lỗi đi? Mà lúc đó là tôi không biết, lúc đó là tôi vô tình, hoặc là lúc đó là tôi quên, lúc đó là cái sự hiểu biết của tôi nó cũng có giới hạn. Mình phải chấp nhận chứ, tại sao mà mình cho là cái gì mình cũng biết hết, cái gì mình cũng hoàn hảo, và không bao giờ chấp nhận rằng đó là do cái sai của mình, hay là cái sự thiếu sót, hay là cái hiểu biết của mình nó có giới hạn, mà lúc nào cũng cho rằng là mình đúng, và không bao giờ mở miệng xin lỗi. Và vì không xin lỗi như vậy cho nên người ta cũng chẳng có cảm ơn ai hết. Tại vì xin lỗi là phải khiêm tốn, nhận rằng mình có lỗi, và cảm ơn thì cũng phải là khiêm tốn vì nhận rằng là mình là người
chịu ơn hay là người ban ơn? Tỏ lên mình là người chịu ơn, ơn hay người ban ơn? Chịu ơn. Chịu ơn. Vì khiêm tốn nhận rằng mình là người chịu ơn của người khác, cho nên mình mới có thể nói được lời cảm ơn. Khiêm tốn nhận rằng cái giới hạn của mình còn nhiều thiếu sót, cho nên mình mới mở miệng lưỡi ra và chân thành nói tiếng xin lỗi. Thưa anh chị em, bây giờ anh chị em tập cho con cái của mình và nhân tập cho nhau. Ví dụ bây giờ anh chị em đi vệ sinh đi, giờ chúng tôi có thuê có một người là tình nguyện lau nhà từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, họ vẫn đang tiếp tục lau ngày nào cũng vậy. Có bao giờ anh chị em đi vệ sinh xong đi ra thấy người ta đang chùi cái đường đi của mình đi mà anh chị em nói tiếng cảm ơn với chị ấy không? Ai đã nói tiếng cảm ơn cho người chùi vệ sinh cho tay? Thấy không? Mình có những chuyện đó là cái bổn phận của người ta phải làm, cho nên là mình không bao giờ nghĩ tới là lời cảm ơn. Mà có bao giờ anh chị em nghĩ tới rằng là cái nhà thờ này mà nó được sạch sẽ như vậy là nhờ những cái người mà họ cứ âm thầm lặng lẽ họ quét, mình gặp họ, mình ra về thấy họ đang quét, mình có nói tiếng cảm ơn chị bao giờ chưa? Thấy chưa? Cho nên mình tập cái đó đi thưa anh chị em. Hoặc là anh chị em ra mình đổ xăng, đổ xăng thì phải trả tiền, người ta đổ xăng cho mình trả tiền cho người ta xong, mình có nói tiếng cảm ơn người đổ xăng không? Có không? Mình tập đi thưa anh chị em, nếu mà chưa thì mình tập đi. Đó, dường như là mình chửi nhau thì mạnh lắm, cãi nhau thì hăng lắm, trả gần đây vậy, mà sao với tiếng cảm ơn với tiếng xin lỗi sao nó khó thế, khó mở miệng ra thế. Cho nên mỗi lần anh chị em nhận một cái gì thì nhớ hai tiếng là cảm ơn. Và nếu mình thấy mình có điều thiếu sót gì thì mở miệng ra nói hai tiếng xin lỗi. Đầu tiên chúng ta nhận để nhớ. Cầm cái quạt lên. Người bên phải thì mình nói cảm ơn, bên trái thì mình nói xin lỗi. Được chưa? Được chưa? Đây là những người con cái của Chúa. Mình tập có một đời sống nhân bản, đời sống giáo dục, một đời sống đạo đức, có tương quan với người khác, vì mọi người là anh em của ta. Cho nên ta nợ đời. Có những bài hát bao nhiêu năm ta trả nợ đời, ta trả nợ người đó. Nợ đời, nợ người nhiều lắm. Cho nên ai làm gì cho ta hay ta nhận được những cái gì tốt lành từ người khác, ta phải mở miệng ra mà nói hai tiếng quạt sang người bên phải, giơ cao lên cái quạt, mở miệng ra mà nói với người mà đã làm ơn cho ta bằng hai tiếng. Và con người mình lúc nào cũng có thể thiếu sót, cho nên lỡ mình làm gì ai buồn thì mình cũng khiêm tốn mà nói hai tiếng. Và nhận ơn thì nói hai tiếng, mà làm phiền người khác thì nói hai tiếng. Lúc nào hai tiếng đó cũng mở miệng ra để mà nói, chứ không cứ không phải là cứ mở miệng ra là cãi, mở miệng ra là chửi. Thường là ta cãi để khỏi phải xin lỗi, thường là ta chửi để khỏi phải cảm ơn. Và một trong những cái tâm lý mà người ta thấy tại sao người ta không nói tiếng cảm ơn, vì khi mình nói tiếng cảm ơn người khác, tức là mình nhận rằng là mình dưới người ta, mình nhận rằng mình phải phụ thuộc người ta, mình nhận rằng mình là người ở dưới để người ta thiên cho mình. Cho nên người ta thay vì cảm ơn thì người ta tỏ thái độ là vô ơn, đúng không? Ta bảo là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Cứu những con vật thì nó trả ơn cho mình, còn cứu con người thì họ lại thay vì trả ơn, thay vì cảm ơn thì họ lại trả oán. Cho nên đời người ta mới bảo là làm ơn mắc oán là vậy. Anh chị em, tôi đưa một cái thí dụ này mà tôi thấy trong đời của tôi nhiều. Đang chơi với nhau bình thường, đang chơi với nhau bình thường, rồi nó khó khăn, nó khó khăn thì nó đến nó nói với mình, nó đến nói với mình thì mình cũng thấy tội nghiệp mà cho nó mượn tiền. Và sau khi cho mượn tiền thì nó biến mất. Đang không cho mượn tiền thì còn là bạn, mà cho mượn tiền xong là mất bạn luôn. Có đúng thế không? Đúng thế không? Đó, cho nên là tôi hiểu lúc đó thôi, thà rằng là mình có bao nhiêu mình cho nó luôn đi, để cho nó khỏi mất lòng, để nó khỏi nợ mình, rồi nó đi nó biến mất. Vì lý do là
nó không có gì để nó trả, hay là nó chưa trả được thì nó không dám gặp mình nữa, cho nên nó cũng biến luôn. Có khi nó làm ăn rồi nó cũng biến luôn, có tiền mà nó không trả, có không? Có. Thế mới tức chứ. Có tiền mà nó không trả mới tức chứ. Cho nên là thôi, thưa anh chị em, tôi thấy là có rất nhiều người. Và cái mà anh chị em tệ nhất là cái gì? Là mình không có thì thôi, còn có cái màn là con đi con mượn dùm nữa. Cái đó là cái mình dại dột mà ngố vô cùng. Chúa không có bắt mình phải làm cái chuyện đó. Đừng có lý do là con thương bạn con thấy tội nó quá. Mình thương người, nhưng mà mình phải, nếu mình không có thì mình lấy gì mà cho, đúng không ạ? Mình có thể cho bằng lời cầu nguyện, cho bằng sự chia sẻ lời an ủi được, vì mình không có, đâu có buộc là phải đi vay đi mượn chỗ này chỗ kia đi mượn dùm, rồi nó trả lời được mấy bữa sau nó biến mất, rồi cuối cùng nó đòi ai? Đòi mình, là mình đứng mình mượn dùm mà, thế không ạ? Cho nên là đừng bao giờ anh chị em làm cái công việc mà nó vô duyên như vậy, rồi kêu ca trách móc than thân trách phận, đừng. Nếu mà cùng lắm mình giới thiệu hai bên mượn nhau trực tiếp, mượn làm giấy với nhau, tôi không biết, tôi chỉ giới thiệu thôi, chứ tôi không có chuyện mượn dùm. Mà thực sự ra nói là mượn dùm chứ có dùm không? Cũng có lời tí, nhưng chẳng hơn ngày cũng chấm mút được tí, ví dụ như thế. Thế thì ta thấy rõ ràng là mất hết tình bạn. Vì thế mà anh chị em tập trong cuộc sống với nhau, mình là con người, luôn luôn mình nhớ rằng mình mang ơn con người, mang ơn cuộc đời. Mình có được cái nhà thờ này mình ngồi, cũng có mang ơn người ta không? Mình có được cái đường mình đi, có mang ơn người khác không? Mình có được cái sân sạch, có mang ơn người làm nhà vệ làm vệ sinh không? Cho nên mình mang ơn bao nhiêu người trong cuộc đời này, mình còn nợ bao nhiêu thứ. Vậy mà mình cứ lại vô ơn, mà trên hết cái người mà mình nhận hết ơn này đến ơn khác là ai? Là ai? Thiên Chúa. Là ai? Thiên Chúa. Là đứng thiên giáng phúc cho chúng ta. Hơi thở này cũng là bởi Thiên Chúa. Sức khỏe này cũng bởi Thiên Chúa. Mạng sống này cũng bởi Thiên Chúa. Nhà cao cửa rộng cũng bởi Thiên Chúa. Tiền của cũng là bởi Thiên Chúa. Tất cả là bởi Thiên Chúa. Đừng có ai mà vô ơn bạc nghĩa với Chúa đến mức độ mà bảo rằng đó là do khả năng của mình, do sức của mình. Có rất nhiều người giàu có và bỏ Chúa. Họ tệ bạc với Chúa như vậy, thưa anh chị em. Lúc khó khăn thì chạy đến khấn nài, còn lúc làm ăn được là coi như quên Chúa, bỏ Chúa. Thậm chí có người còn phản Chúa nữa. Phản Chúa là khi mình phạm tội. Đáng lẽ mình nhận được ơn của Chúa thì mình phải đền đáp ơn của Chúa. Mà thực sự ra mình có gì để gọi là đền đáp ơn của Chúa được không? Không. Vì tất cả những lời ca tụng của chúng tôi không thêm gì cho Chúa. Mình có tạ ơn cả đời mình có cả tạ ơn cả ngàn lần cũng không thêm gì cho Chúa. Nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng tôi. Vì thế mà chúng tôi nhớ rằng là mình được ơn của Chúa thì mình phải tạ ơn Ngài. Mà cách tạ ơn Ngài tốt nhất là làm cho vinh quang của Ngài được tỏa sáng ra. Làm cho vinh quang của Ngài được tỏa sáng ra. Vì thế mà anh chị em lên đây làm chứng cho Chúa chính là lời tạ ơn. Làm chứng vì mình được ơn của Chúa, để nhiều người biết đến Chúa, để vinh quang Chúa được tỏa rạng, đó là lời tạ ơn Chúa. Đó là lời tạ ơn Chúa. Có nhiều người nhận được ơn của Chúa thì biến mất, chả bao giờ tạ ơn. Có nhiều người nhận được ơn của Chúa mà mời lên làm chứng thì cứ sợ, cứ thế này thế kia. Trong khi đó mà khó khăn thì lại lúc nào cũng chạy đến để xin ơn, mà bảo lên làm chứng cho Chúa thì lại không dám. Cho nên khi anh chị em thấy là tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta có rất nhiều người ngoại đạo, họ đã đến để họ làm chứng cho Chúa, và họ mở miệng ra là họ nói rằng con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn này ơn kia,
mà trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Chúa chữa cho bao nhiêu người? Bao nhiêu người? 10 người mà mấy người trở lại tạ ơn? Một người, mà người ấy là người có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Còn 9 người kia có đạo. Tại vì đối với người Do Thái thời đó, những người phong cùi không những là bị bệnh về thân xác mà còn bệnh về tinh thần, là họ bị xã hội ruồng rẫy, xã hội ruồng bỏ, và giáo hội cũng không đón nhận họ, cho họ bị là ô uế, là đủ phạm tội, bị ô uế, bị Chúa phạt, cho nên họ phải sống ở ngoài làng, sống ở ngoài trong cái bìa rừng, ở trong hoang địa. Rồi đi đến đâu họ phải vừa đi vừa lắc chuông, phải kêu lên tôi cùi đây, tôi cùi đây, để người ta xa tránh họ ra. Vì ai đúc vào người cùi là bị ô uế theo luật. Cho nên những người cùi thời đó họ rất đau khổ về thể xác, mà về tâm lý họ cũng bị khủng hoảng, về tinh thần họ cũng bị mất hết, và đời sống thiêng liêng chẳng có ai nâng đỡ gì cả. Vì thế mà chỉ có một đấng biết thương xót họ thôi. Đấng đó là ai? Đấng đó là ai? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Cho nên 10 người phong cùi đi với nhau, trong đó có 9 người là có đạo, 1 người là ngoại đạo, là người Samaria. Chúng ta thấy là đúng ra là 9 cái người Do Thái này, người có đạo này, cũng không thèm chơi với người Samaria đâu. Nhưng mà vì cùi với nhau rồi, cho nên là chơi với nhau, cùng khổ với nhau thì chơi với nhau, còn lúc mà sướng rồi thì được bỏ nhau, đúng không? Còn muối thì cắn đôi, mà cục đường thì nuốt chửng nuốt hết, không có chia chác gì cả. Lúc khó khăn, 10 người ấy cùng mở miệng lên là lạy Chúa Giê-xu xin. Anh chị em là những người cùi dân cao thử con hai ta lên, lạy Chúa Giê-xu xin thương xót con. Chúng ta có dám như những người phong cùi mà kêu lên với Chúa những cái điều đó hay không? Hôm nay là ngày thứ tư cầu nguyện cho các gia đình. Những gia đình đang gặp khủng hoảng về tinh thần, vợ chồng hiểu lầm nhau, rạn nứt đổ vỡ, có thể đi đến ly thân ly dị. Những gia đình mà có người thứ ba xen vào phá vỡ mất hạnh phúc gia đình của mình. Những gia đình mà vì chia chác của cải không đều mà mất hết tình nghĩa. Hôm nay cầu nguyện cho các gia đình, chúng ta tha thiết khẩn nài Chúa, lạy Chúa Giê-xu xin. Hét to lên vì họ phải đứng xa, không thể đến lại gần Chúa được, vì họ sợ không được phép lại gần Chúa, cho nên họ đứng từ xa mà họ hét lên rằng lạy Chúa Giê-xu xin thương xót. Chị em cũng la lên, kêu lên với Chúa như vậy, hết lòng hết sức mà kêu lên với Chúa như vậy. Rồi có những gia đình ngày hôm nay là chồng một nơi, vợ một nẻo, không có được đoàn tụ bên nhau vì lý do xã hội, vì lý do chính trị, vì lý do địa lý. Cho nên bây giờ họ đang mong ước là gia đình được đoàn tụ với nhau trong một mái nhà qua cái việc mà xuất cảnh theo diện đoàn tụ, được bảo lãnh. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình ấy, vì cứ mỗi chồng một nơi, vợ một nẻo, gia đình làm sao mà hạnh phúc được, phải chung một mái nhà. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những gia đình ấy. Hoặc là bố mẹ với con cái, cũng bố mẹ một nơi, con cái một nẻo, bảo lãnh mãi mà chưa được, hoặc đang khao khát được đoàn tụ bên nhau. Hoặc là những người yêu nhau mà hôn phu hôn thê vẫn chưa được ở bên nhau để làm bí tích hôn phối. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình ấy để cái hồ sơ phỏng vấn được kết quả tốt đẹp. Và thay mặt cho những gia đình ấy, chúng ta cũng kêu lên với Chúa rằng lạy Chúa Giê-xu xin. Lạy Chúa Giê-xu xin. Lạy Chúa Giê-xu xin. Và Chúa có nghe không? Nghe. Chúa nói với 10 người ấy là hãy đi trình diện các thầy tư tế để minh chứng rằng mình đã được khỏi. Vì theo luật Do Thái thời đó là phải người tư tế phải chứng minh rằng cô này đã được khỏi, thì lúc đó cô ấy mới được quay trở về vì cô đã bị cùi. Cho nên họ đã được khỏi chưa? Nghe, họ kêu lên xong, họ đã được khỏi chưa? Khỏi chưa? Ai nói khỏi rồi giơ tay?
Hỏi chưa? Nè, lạy Thầy Giêsu, xin thưa xót con, Chúa bảo hãy đi trình diện các tư tế để minh chứng mình đã được khỏi. Họ đã được khỏi chưa? Chưa. Chỗ khác thì Chúa chữa ngay cho người đó, còn đây Chúa thử coi họ có dám tín thác hay không, có dám ra đi hay không, có dám nghe lệnh của Chúa hay không. Tại vì thưa chị em, khi mà nói rằng lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, Chúa bảo hãy đi trình diện tư tế để chứng minh mình được khỏi. Đang khi đi đường thì họ được khỏi, chứ không phải là ngay lúc họ kêu lên thì họ được khỏi. Mà bây giờ Chúa bảo đi trình diện tư tế đi, 10 thằng nhìn nhau, mày khỏi chưa? Chưa. Mày khỏi chưa? Chưa. Mày khỏi chưa? Chưa. Vậy dám đi trình diện không? Dám đi trình diện không? Không. Mình xin Chúa, cái gì mình cũng phải chắc ăn khỏi rồi mới đi trình diện để bảo đảm chứ. Bây giờ chưa khỏi mà bỏ đi trình diện, đi không? Đi không? Ai đi dưới đây? Mình chả có ai có lòng tin ha. Chưa được khỏi mà Chúa bảo đi là đi. Mạnh lên. Chúa bảo đi là đi. Được cao mày lên. Chúa bảo đi là đi. Chúa bảo làm là đi. Chúa bảo lên là đi. Chúa bảo đến là đi. Đấy, lòng tín thác là ở chỗ đó, là chưa khỏi nhưng mà Chúa bảo đi là đi. Và đang khi đi đường thì họ mới được khỏi. Còn nếu có một chút nghi ngờ, mày không biết có khỏi không, thôi đi đại đi mày ơi. Không biết có khỏi không mày ơi, không biết có khỏi không mày ơi, không biết có khỏi không mày ơi. Đến nơi có khỏi chưa? Chưa khỏi. Thì mày có tin đâu mà được khỏi, có tin đâu mà được khỏi. Cho nên, đấy là lòng tín thác. Anh xem đến đây cũng vậy. Đâu có phải cứ đến đây cái là được khỏi ngay. Có người đến đây thì được khỏi ngay, có người 5 lần, 7 lượt, có người cả tháng, có người cả năm. Ôi, Chúa ban ơn lúc nào có là chuyện của Chúa. Chúa ban ơn như thế nào là quyền của Chúa. Mình không có quyền bảo Chúa bảo ban ơn nó, Chúa ban ơn gì cả. Có người lên đây làm chứng bảo nói tin thác hoài, 3 tháng chả thấy gì, tin thác hoài. Có không? Có. Nhưng mà đó là chuyện của Chúa chứ không phải chuyện của chúng ta. Vì tất cả là ơn Chúa ban, mình được xin ơn thì người ta muốn cho như thế nào là chuyện của người ta. Người ta cho lúc nào là chuyện của người ta, làm sao mình đòi người ta được. Đúng không ạ? Không có quyền gì cả. Và nếu mình tín thác thì được. Và trong đó chịu mấy người trở lại. Có một người, mà người đấy lại là người ngoại đạo, người Samari. Chứ không phải là 9 người hết không được khỏi hay sao. Mà có một người quay trở lại thôi. Chỉ có một người quay trở lại tạ ơn thôi. Và người ấy là người ngoại đạo. Ai là người ngoại đạo? Còn đến đây. Đấy, đến đây. Con đạo gì? Dạ không có đạo gì. Đây, không người không có đạo quay trở lại tạ ơn Chúa bằng cách làm chứng cho Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Dạ thương chị nè. Ở Bình Phước. Cách nay tuần ông già bệnh hấp hối, bác sĩ chạy biểu đem về để lo hữu sự. Rồi cái có người bạn biểu cầu Chúa cha cho cha cho qua tay qua nạn khỏi. Rồi tôi có viết tin nhắn gửi cho cha. Rồi cách 3 ngày sau bác sĩ chữa qua khỏi. Anh nói tôi tới tôi tạ ơn Chúa. Ba của chị tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, Trương Nhân Rúng, 80 tuổi. Tên gì? Trương Nhân Rúng. Trương Nhân Rúng. Oh, hay là tên hay. Trương Nhân Rúng, 80 tuổi, bị bệnh gì? Dạ, sốt xuất huyết não. Sốt xuất huyết não. Rồi chị nghe được ai giới thiệu chị viết tin nhắn để chúng tôi cầu nguyện cho chị? Ai là người giới thiệu chị biết đến lòng thương xót Chúa? Dạ, chị Chính ngồi dưới đó. Chị có đạo không? Dạ có. Rồi chị giới thiệu chị đến. Và chị đã, bố của chị sau khi gửi được tin nhắn thì bố chị đã được khỏi trở về bình phục. Và hôm nay là chị đến đây để mà tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Dạ. Hallelujah. Đấy, ta thấy rõ ràng hôm nay lời của Chúa hoàn toàn hiện thực nơi người chị em của chúng ta đây. Một người quay lại để tạ ơn Chúa.
Máy hôm nay thì chúng tôi bị hết rồi, chưa có, chắc là phải mai mới có cái máy. Chỉ có máy ngày giảng không? Chúa thương xót Chúa chưa? Dạ chưa. Dạ chưa có. Đây là tôi có cuốn sách này nha, Tình Trời Tình Đất. Ai là người có đạo mà chia sẻ cho chị một cái máy được không? Ai là người có đạo chia sẻ cho chị một cái máy được không? Rồi con tặng cho chị một cái con. Rồi may quá, con mua hai cái, con tặng cho chị một cái. Rồi thì con đi con đây đây đây. Rồi khi con nhận được cái máy thì con nói thì sao? Dạ cảm ơn. Rồi tặng cho cái máy nha. Rồi chúc mừng cho con. Con người ngoại đạo nào nữa muốn lên là tạ ơn Chúa làm chứng cho Chúa không? Con người ngoại đạo nào nữa không? Rồi con đây. Và ở giáo điểm tin mừng thì nó một cái là không phải chỉ có người ngoại đạo, mà những người có đạo nhận được ơn của Chúa cũng quay lại để tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa, chứ không phải chỉ những người không có đạo mà thôi. Rồi con đứng ở đây, con tên là gì? Rồi chúng ta cảm ơn Chúa. Một cái bà cụ thấy là tôi hết máy để tặng cho người làm chứng, bà đã đưa lên cho chúng ta được mấy cái. Rồi chúng mình cảm ơn bà nhiều. Con tên gì? Con tên Mạc Lợi. Lợi bao nhiêu tuổi? 8. 8 tuổi, con học lớp mấy? Lớp 3. 8 tuổi lớp 3 rồi, con được ơn gì của Chúa? Con được Chúa ban ơn gì kể cho mọi người nghe? Con bệnh gì? Bị bệnh trầm cảm. Ồ, 8 tuổi bệnh trầm cảm. Bị mấy năm? 3. Rồi, việc con là gì, mẹ hay là bà của nó? Dạ, con là bà ngoại. Rồi, con nói cho mọi người nghe là cháu được ơn chữa lành như thế nào? Dạ, nó đau bệnh dữ lắm đó cha, nó bị trầm cảm, cha nó lo mà không mơ, mà ăn mà lo chơi. Lo chơi thì thành ra thiếu tiền bạc ta, rồi cha nó phải lánh mặt đi mần. Rồi ba mẹ con nó bị trầm cảm hết trơn. Rồi... Con nói lại coi, ai bị trầm cảm? Ba mẹ con đó cha, con. Ba mẹ con là ai? Là Quốc Lợi với Ngọc Nghèo. Là mẹ đó là Kim Ngoan. Dạ có đi lên đi, lòng thương xót Chúa ở đây cha đặt tay thì bây giờ Chúa ban ơn cho sẽ làm mạnh mà thương mến con cái con rất là vui. Con bây giờ là mẹ của nó là con gái của con. Đẻ được mấy người con? Dạ hai. Hai người con, đứa trai đứa con gái, tức là ba, một người mẹ với hai người con. Rồi lấy chồng, chồng đó là con của ai? Dạ một người lương, nó ở xa chứ không có gần con đó cha. Rồi sao chồng nó như thế nào? Dạ mua bán rồi lo chơi đó cha, rồi thiếu nợ người ta, rồi không có trả, rồi lánh mặt đi mần. Dạ. Rồi sao? Dạ nó đau bệnh vậy đó, rồi lên đây thì Chúa ban ơn với cha nhà cộng đoàn cầu nguyện cho con hôm nay được khỏe mạnh, con rất là cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn. Mời ai giới thiệu ba mẹ con lên đây cầu nguyện để nó hết bệnh trầm cảm. Dạ gái con đi có một lần rồi cha. Dạ con có người em mới chỉ con đi được 12 lần này. Lần này được 11 lần, thành ra gia đình con được tốt đẹp, Chúa ban như vậy. Con không biết nói gì hơn, con đứng đây có như con được lên nước thiên đàng đó cha. À, chị ở đâu? Tên là gì ở đâu? À, con Maria Nguyễn Kim Phượng, con ở Mỹ Phước C, Mỹ Tú, Sóc Trăng đó cha. Sóc Trăng? Dạ. Con đậu gốc hay đậu theo? Dạ, con đậu gốc. Rồi. À, còn con bây giờ hết trầm cảm rồi, mốt rồi có đi tu không? Hả? À. À, không đi tu. Đây cha gửi tặng cho con cái cha tặng cho con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót nha. Rồi nói. Con cảm ơn cô. Rồi con có biết hát bài nào không? Bài gì? Bài gì rồi? Hãy che lòng thương xót Chúa ban tặng con. Rồi, một tròng hóa tay thưa anh chị em. Rồi, bây giờ tôi gửi tặng cho chị cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
ba mẹ con mà bị trầm cảm vì lý do là ông bố làm ăn thất bại, rồi cuối cùng trốn bỏ lại ba mẹ con. Rồi bà ngoại mới dẫn đứa cháu ngoại của mình đến đây tất cả là 11 lần và dẫn đứa con gái của mình đến đây 1 lần. Và bây giờ cả ba mẹ con, tức là người mẹ, đứa con trai và đứa con gái đều đã thoát khỏi cái bệnh trầm cảm. Rồi, bây giờ mời hai mẹ con lên đây tiếp. Đây là hai bà cháu, còn đây là hai... Đây, thưa cha, con là Tây Dê Dạ Trần Thị Cúc, con ở Do Sứ Cát Lại. Dạ con 48 tuổi. Còn con? Thưa cha, con là Anna Lê Đào, con ở giáo quận Hà Nội, Do Sứ Cát Lại ạ. Con với bà này là gì? Con là... Con với mẹ của con là hai mẹ con ạ. Cho một trắng tay, con với mẹ con là hai mẹ con. Rồi, con được cái gì của chú con chia sẻ cho mọi người nghe. Con thưa cha là con được hai ơn. Ơn đầu tiên là cách đây 3 tháng con đi, hai vợ chồng con đi xe thì bị ngã xe, bị xe cán này kéo dài 20-30 mét. Nhưng mà có ơn Chúa nên hai vợ chồng con không sao ạ. Con nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 28 tuổi ạ. Con mới lập gia đình được 2 năm ạ. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Rồi ơn thứ hai? Ơn thứ hai là hôm con đang, hai mẹ con đang đi trên máy bay thì con tự nhiên con bị ngất xỉu. Thì con mẹ con nói tiếp con. Đừng ngất xỉu, nó biết gì rồi, đúng không? Ngất xỉu thì mẹ nó phải nói, ngất xỉu sao nói được. Rồi, con này cũng khôn. Con ngất xỉu thì mẹ con hơi tiếc. Dạ thưa cha, hai mẹ con đi vào đến giáo lý tin mừng này, thế là con nó bị chết ngất luôn, mà cũng ngừng thở mà ngừng đập luôn. Thế là Chúa đưa đến có một người bác sĩ đi cùng, thế là bấm mạch cho con, nhà con, con nhà con nó lại tỉnh lại. Dạ con thái hóa bả vai, trước này con cặp cái đầu cũng khó không cặp được, nhưng bây giờ tay con dơ lên khỏe rồi. Con thái hóa mà con cả làm 4 mẫu ruộng với mình con, mà con phơi thóc con bê giờ khỏe lắm. Rồi một mình mà chơi 4 mẫu ruộng, con chồng đâu? Mà con lại còn chồng 2 đứa cháu về ăn nữa rồi. Chồng con đâu? Chồng con đợt đấy đi làm bảng. Vâng, và bị thoái hóa, bìa đã cầu nguyện lòng thương Chúa thương xót và Chúa đã cho khỏe, bìa tiếp tục làm 4 mẫu ruộng. Vâng, nhưng mà con dạng nhưng mà cũng không to bằng cái qua ơn của con quay trở về. Dạ con đã đi theo ma quỷ vì nhà con có một thằng con dài, nó rất là tội lỗi. Nó đồng đi ăn trộm cắp của người ta cha, xong nó đi đánh điện tử. Xong là con cứ mà nghe thấy điện thoại lẽ là con rất tự tin. Con sợ lắm nhưng mà sợ lên em cắp ăn trộm người ta. Nhưng mà con cũng không từ bỏ, nhưng mà từ hôm con chị em mới dẫn con đi ma quỷ đi xem bói này, đi cúng lễ. Con cũng có đi, con ở bên đạo thật nhưng mà con rất tội lỗi. Con chỉ còn biết đi lễ thôi, nhưng mà đọc kinh tối sáng ngày thường không có bao giờ đọc hết ấy. Thế từ bữa hôm như vậy Chúa đã đánh động con quay trở về. Một hôm con mới đi xem bói, con mới chỉ thẳng vào mặt để xem bói như này. Con mới bảo là cô bảo là thật nào với Chúa nào độ cho thằng cáp. Thế từ hôm ấy là con bỏ thẳng, con không đi nữa. Thế con quay trở về, con cũng nghe được một cái đài lòng thương xót của Chúa ấy, là con quay trở về. Con đi vào cha ngay cái tháng riêng vừa rồi đấy. Thế là con được ơn từ hôm ấy về là con photo sách to lắm, chữ to cho người già đọc. Thế là con ấy về con bảo chồng con là thôi bây giờ mẹ mình bị trầm cảm thì để em đi em gọi mấy cái người già ở gần để đến nhà mình đọc giờ thương xót của Chúa. Thế là một hôm đấy con, hai vợ chồng con cứ đọc được 3 tháng thì con bắt đầu con đi con bảo các bà hay là xung quanh là thôi thì các bà đến nhà con đọc để cho mẹ con đọc để tiếp xúc để cho nó nhanh nhẹ. Thế là các bà ấy đầu tiên thì cũng chối. Thế là con cứ quỳ trước ảnh Chúa ấy, con xin Chúa, con bảo con xin Chúa, Chúa cho các bà đến nhà con đọc kinh để cho mẹ con tinh nhanh hơn, khỏi phải ngồi suốt ngày thần thần ở trong nhà. Thế là từ hôm ấy là Chúa cho các bà đến nhà con đọc kinh. Bây giờ
có ngày ít nhất cũng phải 15 người, còn hơn 20 người. Có đợt xưa như vậy là hai đội chưa đến thì có hôm phải 30 người chạy. Thế là thưa anh gửi tặng cho con này cái cuốn tập sang Giờ Mẹ Đến Với Chúa, chủ đề là tình trời tình đất nha. Máy lòng nhớ Chúa thì chúng con đã có và đã nghe, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết hướng dẫn người ta lần chuối lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, đây tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót để đi về lên máy bay không bị xỉu nữa nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà trên máy bay mà cô ấy bị xỉu như vậy, bị tim ngừng đập và tắt thở như thế, mà nếu mà không có bác sĩ, mà tình cờ là sao lại có bác sĩ đi cùng chuyến trên máy bay đó và họ cấp cứu cho để cô ấy khỏi bị ngạt thở và có thể là đã chết trên máy bay. Chúng ta thấy đó là một cái sự hy hữu và đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu mà người không có lòng tin, nếu người không nhận biết Chúa thì chỉ biết cảm ơn ai? Cái ông bác sĩ đó mà thôi, đúng không? Cảm ơn ông lắm, cảm ơn ông lắm. Nhưng mà người chị em ấy là con cảm ơn Chúa, vì ông bác sĩ đó cũng chỉ là bàn tay của Chúa dùng lúc đó, vào thời khắc đó để mà cứu đứa con của chị ấy mà thôi. Cho nên chị em nhớ, lúc nào mình cũng phải nhìn xa hơn, sâu hơn, rộng hơn để tìm về cái nguồn cội là chính Thiên Chúa, là đấng ban ơn, là đấng thiên giáng phúc qua bàn tay của con người, hay là qua người này, người nọ, người kia. Nhưng tất cả họ chỉ là bàn tay của Chúa, dụng cụ của Chúa để ban ơn xuống cho chúng ta mà thôi. Vì vậy mà chúng ta chỉ biết Hallelujah, Hallelujah. Rồi xin mời người kế tiếp. Rồi xin mời con. Chúng ta thấy đây là có một cái hình ảnh rất là đẹp, dễ thương. Là người mẹ, con đang đeo cái gì đây? Cái con ạ. Con đeo, đứa con của con đeo bằng cái gì? Đeo bằng cái khăn. Cái khăn này được gọi là cái gì? Cái cốt. Đeo cốt. Cái cốt hả? Đeo gỗ. Cái này gọi là cái đờ gỗ à? Đeo gỗ. Đeo gột, đeo gột. Và con tên là gì? Con tên là gì? Dạ con tên là Y Long. Tên là gì? Y Long. Y Long. Đây là Đình Long. Y Long. Y Long người dân tộc gì? Dạ dân tộc Sơ Trá. Hả? Dân tộc Sơ Trá. Sơ Trá. Hơi lạ nhỉ, dân tộc Sơ Trá con ở đâu? Dạ con ở Đắc Hà Con Tum. Con Tum, con bao nhiêu tuổi? Dạ con 37 tuổi. Rồi con đứa con thứ mấy? Dạ con thứ hai ạ. Rồi bây giờ con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến từ Con Tum con đến đây? Dạ để tạ ơn thì con lúc đầu thì con cũng có một đứa con rồi, mà sau đó là lâu không có, con đi cầu xin. Mới đầu con đã lập gia đình rồi có một đứa con, rồi sau bao nhiêu năm thì con hiếm muộn, sau đó là bao nhiêu năm nữa? 14 năm. 14 năm. Rồi sau đó thì làm sao mà được ơn Chúa như thế nào? Nói to lên cho mọi người nghe. Thì con xin Đức Mẹ Maria ở Magdalene, rồi mẹ ban cho con một đứa con. Dạ, con đến đây thì lòng thương xót, con xin tạ ơn Chúa. Con chân thành cảm ơn Chúa. Con đến đây lần thứ mấy? Dạ, lần đầu tiên ạ. Vâng, thưa chị em, một người mẹ có một đứa con, sau đó là 14 năm chưa có đứa thứ hai, chị đã đến khấn cầu nguyện và hôm nay chị đã được một đứa con thứ hai và chị quay lại đây để mà Hallelujah. Chúng ta thấy có ai mà lặn lội từ Con Tum đến đây không? Có người nào không phải là người Kinh mà là người dân tộc không? Con là đạo gốc hay đạo theo hay đạo gì? Dạ con ý là hồi con nhỏ thì con vẫn không theo đạo. Hồi nhỏ con đã theo đạo chưa? Dạ chưa. Thì bao giờ con mới theo đạo? Lúc 14, 15 tuổi con mới theo đạo. Rồi mà con lấy chồng bao nhiêu tuổi? Dạ 21 tuổi. Chồng con có đạo không? Dạ lúc đó thì cũng chưa. Ý là lúc con nhỏ thì cũng chưa.
cỡ 14, 15 tuổi thì mới theo đạo. Chồng con cũng vậy luôn? Dạ. Rồi bây giờ đứa bé thứ hai của con nó được mấy tuổi? Dạ, 3 tuổi. Nó đâu? Dạ. Nó đâu đứa bé mà được 3 tuổi đâu? Đây ạ. Đâu? Nó đâu? Đây ạ. Đây, chúng ta thấy bà đang điều hơn con đứa bé trên trong lùi đây, thưa anh chị em. Chị đứng lên trên này cho mọi người thấy, mọi người xa không thấy đứa bé. Đứng lên, đứng lên, đứng, bước lên, bước nữa. Đây là 10 nhân tộc họ gùi đứa con của họ như thế này đây. Đứa bé 3 tuổi nó tên là gì? Dạ, Y Dâu Linh. Y Linh. Rồi, Y Long đẻ ra đứa con tên là Y Linh. Vậy chị cho nó xuống bằng cách nào? Cho nó xuống. Thả nó xuống bằng cách nào? Đây cái bé rất là dễ thương. Con đứng ghế cho bà ghế. Rồi con đứng ghế cho bà người coi cái bé dễ thương Y Linh. Đây Linh đây. Đứng lên con, đứng lên. Rồi, dễ thương không? Đang nói được chưa? Dạ được rồi. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây cho gửi tặng cho con Y Linh cái máy nha. Con tên gì? Nghèo Linh. À dạ Nghèo Linh. Nghèo Linh mấy tuổi? 3 tuổi. Học lớp mấy? Mẫu giáo. Rồi mẫu giáo. À, có đi tu không? Có. Rồi tặng cho bà sư nha. Sư Y Linh cái máy 307 giảng nha. Rồi tặng cho con cái quạt nhà mẹ đến với Chúa. Để con đây. Để con cho nó vào trong người con như mãi cho bà như nào? Cho bà như nào? Rồi, đây, thưa anh chị em. Con chào phát tay, hallelujah! Hallelujah! Rồi, xin chúc lành cho con. Đây cũng bà mẹ này mà không biết đeo cái đó đây. Rồi con tên là gì? Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kim, con 27 tuổi. Con ở giáo xứ Phúc Lộc Bảo Lộc. À, dạ con được nay con đưa con tới đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. À, hôm cách đây 5 tháng con bé này con được 8 tháng và con có một bé gái lớn 2 tuổi. Hôm đó con cho bé sang bên nhà hàng xóm chơi bên sân bên cạnh ạ. Mà gia đình nhà người ta đã không có khóa cổng. Lúc đó vô tình là con đang ngồi chơi thôi thì bé chạy ra khỏi cổng. Thì trong khi đó có một cái xe tải đang chạy tới ở ngoài cổng. Thì cái cổng lại không khóa. Thì con lại đang bầu bé này 8 tháng. Vậy là con theo phản xạ tự nhiên là con chạy thôi. Con chạy đến là con chộp được tay áo của con bé nhà con ấy. Thì là con ngã sấp cái bụng của con xuống. Mà tạ ơn Chúa là tay con chảy máu, chảy tay, chảy chân dữ lắm. Mà con bé lớn thì nhìn thấy mẹ vậy thì khóc quá. Vậy là con ôm bé lên mà tối về con cũng đau bụng lắm. Nhưng mà con chỉ đọc kinh, tạ ơn Chúa rồi. Bé là con không sao ạ. Nó có bị rớt xuống không? Dạ không ạ, bé này là con lúc đấy con đang mang bầu 8 tháng ạ. À, xưa rồi. À, đang nó còn đứa bé được 8 tháng rồi, tầng còn ở trong bụng chứ không phải đã ra ngoài rồi. Rồi sao nữa? Dạ vâng, vậy là được đấy là ơn thứ nhất ạ. Rồi lúc mà đứa bé mà 8 tháng còn ngã sấp xuống như thế đó, chúng thấy hình ảnh của những người mẹ, đấy là hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương con người, dám hiến mạng sống vì con người. Lúc đó người mẹ không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, lao ra để mà chộp lại cái đứa con 2 tuổi. Và anh chị em cũng nhớ cẩn thận, nhớ có con đi đâu cũng nhớ cẩn thận. Là đến đây cũng vậy, anh chị em nhớ dắt con bên mình hoặc là bế bé trên tay, đừng để nó chạy rông vì xe cộ bây giờ rất là nguy hiểm. Vào trong nhà lại không có khóa cổng, lại mở cổng mà nhà lại sát cái mặt đường, cho nên là cái xe tải đi băng ngang qua, đứa bé chạy tới cái cổng thì mở, đứa bé chạy tới xe tải đi băng ngang qua và bà mẹ ngã sấp xuống, máu me đầy người và đứa bé 8 tháng vẫn còn trong bụng.
Rồi cái đứa bé 2 tuổi được cứu và thấy mẹ mình máu me đầy, và Chúa cứu cả người mẹ và 2 đứa con, một đứa là 2 tuổi, một đứa là 8 tháng. Và hôm nay đứa bé 8 tháng này đang ở trước mặt chúng ta đây. Dạ, con đây là ơn thứ hai. Con gái của con là Maria Đỗ Ngọc Quyên ạ. Cháu được 3 tháng tuổi đúng ạ. Con được ơn Chúa trong khi con đi sang, lúc con xuống Sài Gòn con sanh ạ. Thì cách đấy còn 3 ngày là con sanh, con sang bên này xin cha đặt tay cầu nguyện. Thì con sang thì đến lúc sau con còn nắn lại đặt thêm một lần nữa. Con còn nói với cha là: cha ơi, cha cầu nguyện cho con với 3 ngày nữa là con tới ngày sanh. Nhưng mà lúc đó là con về tới nhà một lúc nữa là con phải đi bệnh viện luôn. Vậy là 12 giờ con vào bệnh viện thì bác sĩ người ta nói con là đứa bé đầu đã phải mổ rồi. Thì đứa bé này buộc phải mổ. Nhưng con sang đây con chỉ xin khẩn với cha là và cộng đoàn. Và cha đã đặt tay cầu nguyện cho con là con nói là con muốn sanh thường. Con không muốn mổ đâu tại vì con sợ lắm. Vậy là Chúa đã ban ơn cho con là con đã sanh thường được ạ. Mà trong khi đó là bác sĩ nói là vết mổ của con còn mới lắm, buộc phải mổ thôi. Tại vì nếu mà đẻ thường được ý, thì cái vết mổ nó sẽ nứt, mà đứa bé này nó sẽ nguy hiểm. Mà trong khi đó nếu mà mổ chậm một tí là chỉ cứu mẹ hoặc cứu con thôi, chứ không có cứu được cả 2 mẹ con đâu. Nên là nhưng mà con cũng lúc nào con trong bệnh viện con cũng chỉ đọc kinh nằm thương xót và cầm chuối thôi. Cảm ơn Chúa là đúng 3 giờ chiều là con bắt đầu đau bụng dữ, là bác sĩ cho con vào phòng sanh, là con đọc kinh chả biết đúng hay sai nữa, con chỉ đọc thôi. Trong khi đó đến lúc 5 giờ chiều là con sanh xong, bé mà sanh thường 3 ký 3. Đây là đứa con của lòng Chúa thương xót. Ơn thứ ba. Dạ, ơn thứ ba cũng là của bé là con. Cách hôm nay mùng 1 đầu tháng 11 này là con ở trên Bảo Lộc xuống Sài Gòn. Thì con là cho bé bị tắc tuyến lệ ạ, từ lúc sanh ạ. Lúc nào bé cũng mắt cũng nước chảy và rỉ mắt, lúc nào cũng một ngày nó cứ chảy ra thế. Thì con hôm vừa rồi con xuống là con định đưa bé đi Nhi Đồng. Rồi là con lại mẹ con lại bảo chứ người ta được ơn nhiều lắm mà người ta còn bệnh nặng người ta còn xin được, thôi con đi sang nòng thương xót đi. Vậy là mấy hôm bé con để con ở nhà cho mẹ con coi. Vậy là chiều đến con cứ sang bên đây khấn. Vậy là con đi 3 ngày về là tạ ơn Chúa con không còn sự gì ạ, sạch sẽ, không còn phải đi thông, mà mắt con lại sạch, không phải chảy nước mắt, không phải chảy gì mắt nữa ạ. Hallelujah. Thì con biết quạt lên Hallelujah. Rồi, cha gửi tặng cho con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời ông, rồi, mấy người, ba ông, rồi ba lên đây. Thưa anh chị em, một người và còn 3 ngày nữa mà đi sinh và dám lên đây xin đặt tay không? Mãi từ Bảo Lộc, anh chị em nghĩ rồi. Giống như là 10 người phong cùi ấy. Đi, chú bảo đi là đi, chú bảo đến là đến, mà chú bảo được là được, đi, đến và được. Có dám đi hay không, đi có đến hay không, đến mà tí thắt thì chắc chắn là được, đi, đến và được. Còn ông có đi không? Dạ, thưa cha, con đi. Ông có đến không? Dạ, con phải đến. Rồi có được không? Dạ, tin tưởng là Chúa sẽ ban cho con sẽ được. Rồi, được cái gì kể cho mọi người nghe. Thưa cha, thì nói về được Chúa thì cho con rất nhiều. Nhưng mà cái như gần đây nhất là con tháng 8, 15 tháng 8 dương lịch năm rồi. Thì con tình cờ nó đau thì ra Bảo Lộc. Ba khám bệnh thì Bảo Lộc của ông thì có vấn đề trong bao tử. Thế thì gia đình cũng động viên thôi ông xuống ung bướu. Thì xuống ung bướu là coi như là nội soi lần đầu tiên thì cái khối u là nó là 4 cm. Thì về nhà gia đình nhà khóc rất nhiều. Nhưng mà tôi, dạ, con thì ở giáo xứ Hòa Bắc gần Bảo Lộc đấy, giáo phận của Di Linh. Thì con xuống đến dưới bệnh viện thì coi như là gia đình bác sĩ đưa cái bệnh án về thì con không được cầm. Nếu con gái có quen một cái ông bác sĩ hỏi thì ông bảo cái này là thôi thì có gì cho cũng ăn đi, cũng không được lâu đâu. Cái này là cũng như quả cà chua trong bụng rồi.
Nhưng tôi thì tôi con nói với công đoàn là xưa cha là con không biết. Thế thì đến một tuần sau là xuống để tái khám, đó hẹn như vậy. Thì gia đình con cũng là gia đình công giáo gốc mà, thì coi như mà cộng đồng ở trong cái giáo khu 3 của Hòa Bắc là cũng đến đọc kinh cầu xin Chúa cho con 3 đêm. Và riêng vợ con, các con đã xuống đây 5 lần ở cái nhà thờ này. Thì con bây giờ được đọc kinh trong 3 đêm chính thức. Và 6 ngày sau thưa xuống tái khám thì thưa cha, một sự bất ngờ đấy xảy ra với con là không thể biết nó là tạ ơn Chúa như cỡ nào nữa. Bây giờ cái khu không còn nữa, nó mất tiêu luôn ở trong bao tử ấy à. Hallelujah. Nó tạ ơn Chúa mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Cái thứ hai, cái thứ hai là cũng trong cái vấn đề đó thì bao tử của con là bác sĩ nói là cái này là ngày nào cũng coi bệnh xuất huyết bao tử. Thì cũng trong chỉ vòng trong 6 ngày mà đọc kinh 3 đêm và vợ con xuống đây cũng xin là Chúa ở đây. Thì về nhà con tự cũng là cái lần thứ hai đi là tái khám cũng không còn xuất hiện nữa. Hallelujah. Lần thứ ba. Và cái thứ ba là con bị gút năm nay là năm thứ 5 rồi. Nhưng mà cũng từ những cái lần mà vợ con và các con xuống đến nhà thờ này và được cộng đoàn trong giáo xứ đến đọc kinh, và con thì cũng đọc kinh ý thôi, bởi vì nó đau đớn, thưa cha đau đớn nó cũng buồn phiền, cho nên một tuần đọc có lần, còn đêm có lúc đêm đọc đêm không, thì cũng cái sự đe dọa về vấn đề cái bản án đã đưa sẵn, bây giờ thầy con cũng nói thật cha là cũng bị quả. Nhưng mà sau khi mà được bề trên coi như là đã tận tình giúp con, thì bây giờ con thật là rất là vô tư mà biết cảm ơn lúc nào hết. Con chỉ hứa với cha và cũng cùng với công đoàn hôm nay, con làm sao xứng đáng một con chiên ngoan của một hàng triệu triệu con chiên trong toàn trái đất này. Xin tôi gửi tặng chồng. Mình không biết lấy gì mà để đáp, biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền hồng ân Chúa cao vời. Chúa đã làm cho con không biết lấy gì cảm ơn hết hồng ân của Chúa đâu ông ạ. Tặng cho ông con tập san. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Ông có máy nghe giảng chưa? Cảm ơn Chúa là cái chùa. Nhưng mà thôi con nhường lại cho người khác ạ. Rồi, hallelujah. Chúa tôi giờ tôi đang ở khó khăn mà anh nhường cho tôi sướng lắm. Nhà nghèo khổ vậy. Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Thì được hai ơn ạ. Trước hết thì con là Phạm Văn Du Xe, Phạm Văn Lui ở giáo xứ Liên Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu Nam Định. Thưa cha con 65 tuổi ạ. Thưa cha con được hai ơn ạ. Thì lần trước con đã đi bệnh viện Bạch Mai ở thế Hà Nội, con khám bệnh thì con có 4 bệnh. Thì ơn thứ nhất thì bệnh của con ấy, thì sau khi mà con vào đây cái lần trước ấy, thì được cha đặt tay mà cộng đoàn cùng cầu nguyện cho con ấy, thì sau khi con về thì một thời gian con đi khám lại thì con đã khỏi hết. Thì đến giờ này thì con được khỏi. Thì hôm nay con cũng vào đây để trước hết là tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ. Là cái ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là con cũng đưa con gái của con ấy, là năm nay 37 tuổi, là nó bị bệnh tim, mà nó bị bệnh van tim thì coi như vậy là chữa thì chỗ nào cũng không được. Rồi cuối cùng là vào đây thì Chúa chữa cho con, nhà con bằng một cách, tức là để được gặp thầy, gặp thuốc. Thì khi vào đây xong thì về thì nhà con ấy, thì cháu nó đi lên, đi khám bệnh. Thì họ cho lên giới thiệu lên bệnh tim Hà Nội để mổ, để mà thay van tim. Thì trong khi đó lên thay van tim ấy thì trong lúc ấy mình đồng tiền ấy thì là phải mất hơn 100 triệu. Mà tiền đặt ấy thì phải đặt cọc là 84 triệu, mà trong khi đó thì chúng con thì cũng không biết như thế nào cả, chỉ trông cậy vào Chúa và tín thác vào Chúa, lòng thương xót Chúa. Thì tự nhiên thì có hai gia đình họ đến, họ xin, họ đặt cho như vậy là cái 84 triệu cho
cho cháu của con như vậy là để vào học viện nó sẽ mổ, thầy ấy con tìm mới cho. Và sau khi mổ xong ấy thì tất cả là hết 115 triệu, và tiền thuốc với các thứ nữa thì tiếp tục có những người họ đến hỗ trợ cho. Thì đến nay thì con nhà con nó đã được bình phục ạ. Vậy đến nay chúng con xin gửi khen cha, chúng con xin tạ ơn người bây giờ và mãi mãi. Hallelujah. Một tràng pháo thật lớn thưa anh chị em. Một tay to lên. Đây tôi gửi tặng cho cái cuốn tập san tình trời tình đất. Có máy chưa? Cha con có máy rồi. Đỡ quá. Rồi con thân kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Trần Văn Mạnh. Con ở con năm nay con 25 tuổi. Con ở giáo phận Đông Hóa. Con ở ngoài miền Bắc ạ. Con xin chia sẻ cha và cộng đoàn là con được ơn là con đi năm 2015 con đi xuất khẩu bên Đài Loan ạ. Anh sang bên Đài Loan rồi. Rồi sang đó rồi là được ơn như thế nào? Con được thưa cha là con ngày con đi làm đêm về con ngủ, thế là con cảm con không biết gì nữa. Thế là làm con nằm bất tỉnh chết đi sống lại. Và con bố con sang là chỉ lo hậu sự cho con. Thế là con nằm bất tỉnh 28 ngày là con mới mở mắt. 28 ngày con mở mắt thì con ở phòng ở tiếp phòng cấp cứu nữa là 10 ngày, nữa là 38 ngày con rời khỏi phòng cấp cứu là ra phòng điều trị. Con ở thêm tiếp một tháng nữa bên đấy là 2 tháng con mới về thế nào. Trong lúc mà thời gian anh ở bên Đài Loan thì gia đình anh ở Việt Nam cầu nguyện cho anh như thế nào và biết đồng cứu cho Chúa là sao? Dạ thưa cha và cộng đoàn là khi con bị thế thì anh em cô dì chú bác nhà con thì cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn trong này cầu nguyện cho con tai qua hạn khỏi ạ. Rồi sao mà anh biết đến là giáo điểm tin mừng hôm nay anh đến đây để mà làm chứng cho Chúa để tạ ơn Chúa? Dạ thưa cha là con cũng hôm nay con mới được các bác các ông của con có bốn ông cháu đi vào đây thì hôm nay con vào đây làm chứng luôn có thể. Rồi, đó là anh. Làm sao? Ông trẻ con kia bị tai biến á. À vâng, tôi gửi tặng cho anh còn đi sang Đài Loan nữa không? Dạ thưa cha, bây giờ con vẫn bị liệt bên chân này ạ. Vâng, anh tôi tặng cho anh cuốn tập san về mẹ đến với Chúa tình trời tình đất nha. Rồi đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Anh có máy chưa? Có chưa. Rồi đây tôi tặng cho anh cái máy nha. Để anh về anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống tràn hòa. Tuy tay con nhỏ bao nhiêu cũng không vừa. Có vừa không con? Dạ vừa. Vừa rồi, con được ơn như thế nào mà con vừa anh kể cho mọi người nghe? Con được ơn chữa lành ạ. Con là Maria Đặng Thị Phương, giáo xứ Phương Mỹ, giáo hạt Tân Lộc, Hà Tĩnh. Con 30 tuổi. Con ở bên Thái Lan về. Một người thì bên Đài Loan về, một người bên Thái Lan về. Chúng ta thấy là hồng ân Chúa bao la vô cùng. Lòng thương xót Chúa không phải chỉ ở giáo điểm Tin Mừng, không phải chỉ ở Việt Nam, nhưng mà còn sang tới Đài Loan. Một người được ơn mà đi về đây tạ ơn làm chứng. Một người bên Thái Lan về đây để tạ ơn làm chứng. Rồi con ở bên Thái Lan con được ơn như thế nào? Con ngày 13 tháng 10 con bị tai nạn. Tai nạn xe máy, con bị gãy xương mắt, xương má, và mờ con mắt và miệng con méo, răng con hàm, răng con không vô gắn lại được. Và trong lúc con bất tỉnh từ 9 giờ tối cho tới 10 giờ sáng, con trong khi con bất tỉnh con kêu chồng con và nhắn tin cho cha Long. Chồng con bảo bố không biết số. Con mở mắt ra là lấy số của cha và bảo chồng con nhắn. Và sau khi được kết quả khám thì bác sĩ bảo con phải mổ. Và sau 5 ngày thì bác sĩ bảo con về đã để theo dõi, tại vì là con mắt con chưa có mổ được. Rồi ngày 16 tháng 10 mẹ con vào đây xin
khấn cha và đặt tay và cầu nguyện cho con. Sau 5 ngày con đến mộ thì bác sĩ nói là con không cần phải mộ nữa. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Rồi ở bên này con còn qua bên Thái Lan nữa không? Dạ có. Bây giờ con qua lại. Chờ con lành khỏi để con lại. Vâng, đây con đem sang Thái Lan. Đây sẽ tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót để qua bên Thái Lan nhé. Hả? Ơn thứ hai nữa là ngày năm 2013 con sinh em bé. Vào lúc bão cơn số 10 ạ. Rồi con sinh em bé bị băng huyết. Và trong khi đó thì bác sĩ cho em bé về trước. Và con ở lại thì bị băng huyết không ai biết. Và sau đó em gái con ra chở con về thì con băng huyết máu ra một nhà. Và sau đó thì bão lớn. Rồi là bác sĩ bảo bác sĩ coi thì con bị rách tử cung bên trong. Bác sĩ không biết nếu mà con về rồi thì con chết. Và gia đình con đã cầu nguyện cho con. Và con và tối và đó tối hôm đó là con gái con bị đơn khóa. Và gia đình con đã cầu nguyện và được Chúa trợ lành. Rồi bây giờ con đem sang Thái Lan nha. Cuốn tập sang về mẹ đến với Chúa. Tình trời tình đất. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Là kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Đem đi, rồi đem đi còn ba ơn nữa. Nhưng mà vì không có thời giờ cho nên là con đem đi Thái Lan. Tạ ơn Chúa bằng cách là con loan truyền lòng Chúa thương xót ở bên Thái Lan cho mọi người. Còn con. Dạ, con trước hết con xin con được ơn chữa lành cha. Con người con là con nhiều bệnh lắm cha ơi. Em con 7-8 thứ bệnh trong người. Con nào là thoái hóa cuộc sống nè, viêm đa khớp dạng thấp nè, rồi thận ứ nước nè, rồi đại tràng, ung thư đại tràng nữa cha. Rồi ung thư đại tràng. U sơ này, gan nhiễm mỡ này, rồi bệnh lưu phúc bàn đỏ, cái bệnh lạ cha, ghê lắm cha. Bệnh xong mà trời ơi con đi chữa khắp nơi cha ơi, chẳng có bác sĩ nào chữa được cho con hết. Thì con bác sĩ không chữa được cho con nữa. Thì con mới nói là bây giờ bệnh của tôi á thì chỉ có Chúa mới chữa được cho tôi thôi. Ngoài ra không ai chữa được cho tôi hết. Thì lúc mà vậy xong rồi con ở đơn đi chữa bác sĩ, cứ chữa bệnh này cái nó khác bệnh kia cha ơi. Con đau lắm, đau ơi con đau mà con gần chết luôn đấy cha. Con đau con không chịu nổi. Vậy đến xong rồi con mới bỏ bác sĩ, con mới đi xuống giáo điện Tin Mừng này. Con xuống Trà Nông, thì con đi với em con ấy. Cha biết trên đường đi ấy, con mỗi một lần mà đi lên xe buýt xuống cha biết con đi không nổi luôn. Không biết là cái gì nó không cho con đi, nó cứ chùn chân con lại. Coi như chân tay con nó yếu lắm. Nó cứ chùn lại, con không đi nổi vậy này. Con cứ nói em con, đi lên xe thì kéo tôi đi. Kéo nắm tay con, kéo tôi đi đi. Chứ giờ tôi không đi nổi nữa. Bây giờ tôi muốn quỳ xuống đây rồi, trời ơi chắc chết mất. Vậy xong rồi con mới đi xuống giáo điện Tin Mừng. Thì trong cái tháng 3 mùa phục sinh đấy cha, con đi nguyên một tháng con ở dưới này. Con cứ ở dưới này một tuần, con mới về một lần. Con cứ ở bên phòng trọ bên kia. Thì cứ hàng ngày con cứ sáng 6 giờ là con ra đây con ngồi, con cầu nguyện với cộng đoàn. Xong rồi đến tối con về nhà trọ con ngủ. Mày con cứ ở cả tuần như vậy cha. Mà trong cái thời gian trong cái tháng 3 mùa phục sinh á, là con dự lễ ở dưới này hết. Mà con đi con chẳng có được cái ơn gì, con buồn lắm. Mà bệnh con cứ càng ngày nó càng nặng ra, con không chịu nổi nữa. Cái đến hôm mà con đi tối, con mệt quá rồi. Thì con mới vào trong nhà trọ, con mới nói với các ông các bà già. Con bảo các ông bà già ơi, cầu nguyện cho con với. Đức tin của con nó đi đâu mất rồi, con chẳng có biết tí đức tin nào hết. Mà bệnh của con nó nặng quá, con cảm thấy giống như con muốn chết rồi ấy. Con không đi nổi. Vậy xong rồi các ông các bà già mới nói con mày này, thôi bây giờ chị nhắn tin cho cha đi. Chứ con bảo ngay ở đây mà con phải nhắn tin gì nữa. Chuyện thua gì đâu. Ngay ở đây cha ở đây mà còn nhắn tin gì. Thế này các ông các bà bảo thì biết tin nhắn đi. Thế là con biết cái tin nhắn con gửi cho cha. Thì con gửi cho cha xong một cái là từ đó con mới có bình an cha. Con mới được ơn bình an. Thì từ hôm sau giờ đi là con biết khỏe mà từ đó là Chúa chữa cho con. Hallelujah!
Chúa thấy Chúa thử thách, tôi nói với là mình không có quyền đòi hỏi gì Chúa cả. Chúa ban ơn lúc nào và như thế nào, đó là quyền của Chúa. Lạ là đến đây đặt tay rồi mà chưa khỏi về nhà trọ, nhắn tin xong lại bình an lại khỏi là sao? Hỏi Chúa chứ hỏi tôi sao tôi biết? Điều đó rõ ràng là không phải do tôi, không phải do ông Trần Long, không phải do ông Trần Đình Long, mà là do Chúa. Tôi nếu mà tôi ngon thì tôi đã làm cho cô ấy được rồi, đâu có được đâu. Mà cuối cùng về nhắn tin, cô bảo đặt tay trực tiếp còn chưa ăn thua gì, mà nhắn tin mới tiếc gì. Mà ông già bảo mày cứ nhắn đi thử cái nào, mà nhắn lại được là sao? Là do tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Đây cho tặng con cái quạt nhà mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tập san Tình Trời Tình Đất. Rồi xin Chúa chúc lành cho con vì không có thời giờ. Rồi con lên luôn. Hai cô lên. Rồi lên đi con. Đó lên đi con. Dạ con tên là Anna Dương Thị Trúc Ly. Năm nay con 31 tuổi. Con ở giáo xứ An Bình, Vĩnh An Bình Dương. Hôm nay con đến làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Là con bị viêm xoang mũi với ho có đàm là hơn 5 năm nay rồi cha. Con đến đây là nhờ sự giới thiệu của hai chị gái của con. Mà lúc đầu con không muốn tin đâu. Con nói chứ cha nào mà không cha đi chơi tranh lông là xa dữ hả? Cái rồi bữa đầu đó chị con cứ tổ một chút cương một cuốn không dễ đi đến cha đông lắm gia đình con nữa. Mà lúc đó con cũng chưa tin gì đâu, con đến mà sao con cũng về. Cái khoảng nửa tháng sau á, tự nhiên con muốn nói điện chị con là chị có thấy nữa không, cho em đi với, chứ em bệnh quá. Chị nói là chị chưa sắp xếp được. Thế là ở trên chợ con, trong chợ con có cái bà đó, bà hay lên chợ lớn mà lấy hàng á. Cái con nhờ người ta hỏi giùm con là cái đi đến giáo điện tin mừng là đón xe buýt số mấy. Chứ con say xe dữ lắm. Cái con mua thuốc say sống rồi bà đã chỉ rồi con đi đến đây 2 lần. Là cha đặt tên là giờ con đỡ luôn nha. Tin chưa? Dạ tin. Tin chưa? Dạ tin. Rồi ơn thứ hai nữa là con bị nắm móng tay là từ năm 15 tuổi là năm học lớp 9 á. Mà con uống thuốc hết năm 12 luôn mà vô trong thành phố này con uống nữa. Mà cũng không hết tay cha. Ê, nắm móng tay á cha. Nó ăn vô còn nửa trong này nè. Con lần con lạc rau không có được, con gội đầu con cũng nhức. Còn khi con lấy chồng, ở chồng mỗi lần con tắm á, là chồng con gội đầu dùm cho con. Gội đầu cho con? Dạ, chồng con giặt đồ cho con luôn. Mà lần mà con về dưới nhà mẹ chồng á, chồng con nói tay nó bị nóng á, bà đừng bắt nó rửa chén nha. Thế thì con rửa chén dùm cho con. Vì chồng con á. Chồng rửa chén luôn, từ phút 70 đời có được ông chồng như vậy là ngon lắm rồi đó con ơi. Dạ, rồi từ đó con cứ cầu nguyện xin lòng xin Chúa cho con bớt đôi tay với chân, chứ con cứ làm phiền chồng con hoài. Rồi con có con nữa, giờ Chúa chữa lành cho con hết luôn chưa. Bây giờ ai rửa chén? Dạ con rửa chén. Rồi ta tặng cho con cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tình Trời Tình Đất. Có cái máy chưa? Dạ con có rồi. Rồi cái quạt rồi nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi tặng cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chồng con đúng là người chồng lý tưởng. Chứ còn gặp đứa khác là chồng con lại đi ra ngoài tiệm rồi là đứa khác nó gội đầu cho chồng con. Rồi con. Thế cha con được ơn chị làng. Thế cha con ở Nghệ An, giáo xứ Mỹ Yên, giáo phẩm Vinh. Thế cha con vào đây là 14 ngày rồi. Thế cha con ra đi thì con bị tiểu đường, con bị yếu lắm. Con đi trên xe là con sợ chóng mặt vì huyết áp nó hạ. Thế con cầu xin Chúa cho con được đi an lành. Thì con lên xe thì người ta mạnh khỏe, người ta say xe. Thì còn con thì là cảm ơn Chúa đưa con đi không có say xe mà con tỉnh táo, con khỏe mạnh. Thì con đau, con vào đây cha đặt tay lên trán, cái bụng con nó bị giáp. Con đi khám bác sĩ nói con là bị viêm bằng quang. Rồi con đi khám bốn bệnh viện, người ta chẩn đoán con là bị đường ruột, chẩn đoán là bị thần kinh. Thế cha thì con cảm ơn Chúa, con vào đây con được an lành, Chúa chữa lành cho con được khỏi. Cha đặt tay cho con là 14 ngày con được Chúa thương con được khỏi rồi. 14 ngày đặt tay bao nhiêu lần? Cha một lần ạ.
Mỗi ngày một lần. Đỡ quá, một ngày một lần. Hallelujah. Rồi con có máy chưa? Thế cha con con là bình Jonah. Người con nó cái cơn của nó lên là nó ngứa lắm. Nó ngứa và nó chích con, nó chích con đi lề, con chẳng đứng được. Vì để con là bình thần kinh số 7 vừa tháng 5 đến 2018 đấy là nó kéo con, mắt con đơ chẳng nhìn được mà miệng con nó kéo về bên này. Nhưng mà con được ơn Chúa chữa lành cho con, hôm nay con được khỏe mạnh rồi ạ. Con ngày mai con về Nghệ An thì con cũng xin cha và cộng đoàn, con mất cái máy thì bây giờ con chẳng có mà liên hệ với xe nữa, thì trên đường đi con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đi đến nơi về đến chốn. Thế cha con có một ơn nữa là bố con 72 tuổi, bố con đi xe thì bị ngã tai nạn, thì bố con là nói hỏi bố đấy, bố có can gì không để đến bệnh viện, bố đấy không can gì, thì trong một tháng sau là bố con bị máu tủ bên nào bị mổ ạ. Yeah. Nhưng mà bố mổ xong rồi thì bố con đã an lành rồi. Yeah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy về cho bố con nha. Đi mãi từ Nghệ An về đây, ở đây 14 ngày. Yeah. Vâng, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi đây là chàng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Rồi đây là cuốn tập sàn tình trời tình đất, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi về bình an. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Rồi còn con. Dạ con tên là Maria Trần Thị Thắng Trúc, con 24 tuổi. Hiện con đang sống ở Mỹ. Con đang ở bên Mỹ. Rồi thưa anh chị em, hôm nay Chúa gửi một người bên Đài Loan, một người bên Thái, và bây giờ tới một người ở bên Mỹ. Và đặc biệt hôm nay là có một người dân tộc Shira. Rồi con ở bên Mỹ về, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ đầu tiên là ơn của con là được biết Chúa. Gia đình con và gia đình con được biết Chúa, đến được biết đến lòng thương xót của Chúa khi mà ở bên Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Đúng rồi, con qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ khoảng gần 2 năm. Rồi con được biết lòng thương xót Chúa như thế nào và ơn ra sao, nói to lên cho mọi người nghe. Dạ 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 con biết lòng thương xót Chúa khi mà dì của con bị tai nạn, thì lúc đó là gia đình con mới biết về tin vào lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà cách đây vào năm 2006 khi mà ba con bị tai nạn, bị tai biến, thì bị tai biến nặng, bác sĩ ở Đồng Nai là chê sợ. Dạ, bác sĩ ở Đồng Nai là chê rồi, xong rồi mới chuyển ba con lên bệnh viện Chợ Rẫy. Ở trong cái phòng mà nặng nhất của khoe tay biến mà bị não, không có khả năng để vượt qua. Nhưng mà gia đình con cầu nguyện xin Chúa và ba con hiện nay đã khỏe mạnh. Vâng. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng là ở bên Mỹ rất nhiều phụ huynh viết thư và nói với tôi, nhắn tin, điện thoại, chơi cầu nguyện cho con cái của con. Chúng nó học thì rất là giỏi, chúng nó làm ăn thì rất thành công, nhưng mà chúng nó cũng bỏ Chúa một cách thoải mái. Tức là họ không biết ơn của Chúa, và họ cho rằng là do khả năng của họ, họ cho là do may mắn của họ, họ cho là tài khéo của họ. Cái điều đó là cái điều đau lòng nhất, là thái độ vô ơn. Được ơn của Chúa rồi mà không hề biết tạ ơn, không hề biết cầu nguyện, không thèm đi lễ, không thèm đọc kinh, và cứ nhởn nhơ vui chơi giữa đời, và cứ thành công lên hương ảo ảo. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa là cho một người bạn trẻ từ bên Mỹ về 24 tuổi và nói rằng chúng con biết được lòng thương xót Chúa là nhờ gì của con trong cơn bệnh ấy, và cầu xin Chúa đã chữa lành. Mình nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa,
Con biết cái lòng thương xót Chúa là do bố con bệnh thập tử nhất sinh, đưa vào bệnh viện, họ đã bảo không còn cơ hội nữa, mà Chúa đã chữa lành. Nhờ đó mà cô ấy nhận ra được quyền năng và lòng thương xót Chúa, mà hôm nay cô ấy từ bên Mỹ cô về đây để mà làm chứng cho Chúa. Không phải tất cả những người trẻ đều bỏ Chúa, không phải tất cả những người bên Mỹ và người Việt Nam đều bỏ Chúa, nhưng tạ ơn Chúa vẫn còn những bông sen giữa bùn để tỏa hương thơm ngát, hương tạ ơn Chúa. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa tặng cho con cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót để con đem về bên Mỹ. Đây là tất cả những gì mà có thể có được, tình trời tình đất. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa lòng Chúa thương xót, cây quạt lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Và thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ một nhân vật hôm nay cũng rất là đặc biệt, tôi ta mới ghé lên đây luôn. Tại vì con có thể leo đứng ở đây được không? Con đứng lên đây tí cho cha, cho mọi người nhìn. À, con đứng lên, bé cô đứng lên tí, bé lên, 1, 2, lên. Bước lên, được không? Đấy, được không? Nào, đời chịu khó con đứng thấp tí mọi người nhìn, con lên đây cho cha. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì. Dạ, thưa cha, con là Maria Vũ Thị Thơm, 45 tuổi. Con ở ngoài Bắc, con vô đây được 18 năm. Rồi, con cho biết là với thể hình của con nó hơi khác người như vậy, là con bị bệnh gì như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con vô đây thì con cũng... Không bị bệnh gì nữa, người con này. Dạ, người con là bị... nhức đầu rồi bị khuyết tật. Không, cái thân xác của con á là bẩm sinh ạ. Là bị bệnh gì? Tôi gọi là bẩm sinh khuyết tật bẩm sinh ạ. Vâng, và con xin lỗi con cứ nói cho mọi người biết, tại vì mọi người đã thấy và cái khuyết tật bẩm sinh nó cũng chẳng phải là tội của con, cũng chẳng phải là lỗi của con, mà cũng chẳng gọi là cái gì xấu cả. Con vậy là cao được 1m mấy? Dạ, con được chưa được 1m2 ạ. Vâng, cô ấy bị bẩm sinh, nó người nó nhỏ và bây giờ là chưa được 1m2 và 45 tuổi. Và con là người đạo gốc hay là đạo theo? Dạ, con đạo gốc ạ. Rồi, con kể cho mọi người nghe là con lập gia đình như thế nào và con cái gia đình của con ra sao? Dạ, thưa cha, con khẩu đoàn. Vợ chồng con lập gia đình được 1 năm. Một năm không có con. Rồi... Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Con đang... 39 tuổi. Còn chồng con? Chồng con là 48 tuổi. 39 và 48, và chồng con cũng giống, cũng bệnh giống như con. Dạ thưa anh cha, mấy cộng đoàn là chồng con yếu lắm. Chồng con có 30kg, mà chồng con bị liệt hai chân, chỉ còn có đôi tay để kéo thân. Cũng bị nhỏ thấp như con luôn. Anh cao hơn con. Bao nhiêu mét? Anh ấy được 1m3 ạ. Vâng, cô ấy 1m2 và cô ấy lấy người chồng là 1m3. Nhưng mà điều đặc biệt đó là người chồng ấy là bị liệt đôi chân và chỉ đi bằng hai tay mà thôi. Rồi hai vợ chồng chúng con cưới nhau rồi sinh con đẻ cái như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, vợ chồng con cưới nhau được 1 năm không có con. Lúc đó là người ta nói là nhờ thờ Đức Bà, Đức Mẹ khóc ra nước mắt. Thì chồng con có nói là thôi đi ra coi, vợ chồng con cũng chỉ có nghĩ là đi ra coi để xem như thế nào thôi. Nhưng không ngờ ra là con ôm chân Đức Mẹ mà con khóc miết. Xong tự nhiên con khóc hoài, xong rồi con mua một chai nước, con bỏ chân Đức Mẹ, con bảo mẹ ơi, vợ chồng con muốn có con, để con xin mẹ cho hóa phép vào cái chai nước này cho con về vợ chồng con uống để con có con. Nhưng thưa mẹ, mẹ cho con có con, mẹ cho con của con được đàng hoàng, không có khuyết tật giống như vợ chồng con. Nếu như khuyết tật, con sẽ chết không sống được. Vẻ tháng nhất, tháng thứ hai, vợ chồng con có tin mừng. Có tin mừng, con cũng mừng lắm, nhưng mà con khóc suốt. Cho đến đi đâu ai chỉ đi chỗ nào khấn, con cũng đi hết.
bất cứ xa gần vợ chồng con cũng đi. Con chưa biết Chân Long, con mới biết Chân Long đây được 2 năm. Đi xa lắm mà con cũng đi, nhưng mà con không biết, bây giờ con quên không biết chỗ nào nữa. Thế rồi đến lúc lên bản tranh thì con cũng vẫn khóc. Con tin tưởng là con của con được bình thường, nhưng mà con của con bị câm. Thế con lên bàn tranh, bác sĩ mà sao khóc hoài vậy? Thế con mổ thì ra thì chồng con mới... Lúc đấy con chưa có mở mắt được, nhưng mà con tỉnh rồi, nhưng mà con không có mở mắt hết được. Con nghe thấy chồng con ôm đứa con của con và nói: "Con ơi con, nếu mà con thương cha mẹ thì con ngoan một nửa khóc, cha mẹ cũng có ấm được con, không có bằng bế được như người ta. Con chỉ biết nghe vậy thôi chứ con chưa mở mắt được." Là bố con mới nói, mới chồng con mới mấy đứa em gái con: "Trời ơi, nhìn đứa bé có phải con tự bay đâu, bật nguyện như vậy mà được đứa con đẹp. Thế con đi cũng cầu xin nhiều lắm mà, cho con được con lành lặn mà đẹp trai. Bây giờ con rồi, con hai đứa con rồi, đẹp trai mà khỏe mạnh như con người khác. Con cảm ơn cha, con cảm ơn Chúa." Thế là con sinh ra được một đứa con trai, hai đứa con trai, con á. Con hai đứa. Hai đứa con trai, và hai đứa con trai đó vẫn khỏe mạnh, cao lớn, bình thường như là những đứa trẻ khác. Và bây giờ hai đứa nó bao nhiêu tuổi? Thằng đứng là con được 11 tuổi, thằng thứ hai được 6 tuổi ạ. Rồi sao mà con biết đi giáo viện? Tôi mừng hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa. Dạ, con được 4 ơn thứ hai nữa. Là chồng con đi ra Vũng Tàu thì con đi xe trong chung với hội, còn chồng con đi xe máy. Thì trong cái lúc mà vợ chồng con đi chồng con đi xe máy với bạn thì đi đua nhanh lắm, bạn này bạn kia đua. Thế là đến tàu rồi thì các bạn đến trước rồi còn không thấy chồng con. Con mới điện thoại chồng con không bật máy. Con hỏi các bạn là sao mấy người đi mà không chờ ông ấy, chờ ông đi cùng với, sợ ông đi xe cộm sao không bắt. Chồng con lái xe hai bánh được. Dạ, chồng con đi xe ba bánh. Thì chồng con mới nói là: "Chứ trời ơi, tí là anh chết rồi. Anh đi mà làm sao mà đua xe, đua tụi nó mà ghé vào đổ xăng. Ghé đổ xăng thì vừa tới cái vào cây xăng người ta mở cốc xe ra cái là tự nhiên cái bánh sau đằng, bánh xe đằng sau nó rớt ra. Mà chồng con không có bị sao." Thì chồng con bảo: "Chứ đấy là có Chúa, chứ không có Chúa anh tin tưởng Chúa chắc anh chết ngày hôm nay rồi." Dạ, ơn thứ ba là năm ngoái con có làm cái nhà nhỏ nhỏ, không có hợp lý thì xã với phường ở huyện ở xung đất đập bằng đất của con. Rồi, ơn thứ bốn. Ơn thứ bốn nữa là tháng 6 năm ngoái cha con về nhà thờ Trung Bắc. Thì vợ chồng con nói chung là cũng nhiều cái khúc mắc mà cứ cãi nhau hoài à. Thế con đi lễ con chỉ có khóc từ đầu lễ đến cuối lễ thôi. Thế con mới ghi thư cho Chân Long. Con xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con với vợ chồng con cứ lục đục cãi nhau hoài mà con cứ khóc suốt như vậy. Thế là con được ơn của Chúa và cha cầu nguyện cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cảm ơn hôm nay con không tính làm chứng cho Chúa đâu, nhưng mà con lên con đặt tay để cha đặt tay cho con, thì cha nói con lên làm chứng thì con cũng run lắm, nhưng mà hôm nay con được lên đây con cảm ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con đây. Hạnh phúc. Thầy cho gửi tặng cho con cái máy nha, 307 dạng lòng Chúa thương xót. Con đứng đây rồi, đây là cái móc khóa gửi tặng cho chồng con nha. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là tràng chuỗi để gửi cho chồng con luôn. Để hôm nào con nói chồng con với lại con đến đây nha, để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Xin Chúa ban cho con. Hallelujah. Hallelujah.
Bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em đón nhận những người, hai người anh em mang hai cái xe ra đây để chúng ta làm quà lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, đây là những người mà Chúa mời chúng ta đến để tỏ lòng biết ơn họ. Chính những người bệnh, những người đau này là những ân nhân của chúng ta. Có thể anh chị em sẽ hỏi tôi rằng là tại sao họ là người mang ơn mình, sao cha bảo rằng là họ là người làm ơn cho mình. Thưa anh chị em, chính nhờ những người đau ốm bệnh tật này mà chúng ta nhận ra rằng Chúa thương yêu chúng ta biết chừng nào. Chính nhờ những người đau bệnh này mà chúng ta biết được rằng là họ dâng những cái đau bệnh, những cái khốn khó của họ để đền bù tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Chúa. Một trong những tội của nhân loại xúc phạm đến Chúa là tội vô ơn bạc nghĩa. Biết bao nhiêu người, cả tỷ tỷ con người trên thế giới này nhận được ân huệ của Chúa, mà có mấy người nhận biết Chúa để tạ ơn Chúa? Có biết bao nhiêu người khỏe mạnh đi được trên đôi chân mà họ không dùng đôi chân đấy đến nhà thờ, đến nhà nguyện, đến bệnh viện để thăm nom những người khác, mà họ dùng đôi chân ấy để mà làm những điều tội lỗi, đi đến chốn ăn chơi. Biết bao nhiêu người có tiền có của đã nghe họ nhận ơn đó của Chúa, họ phải tạ ơn Chúa bằng cách là chia sẻ cho người khác, thì họ lại đem cái đồng tiền ấy để mà phạm tội thêm, xỉ ke, ma túy, ăn chơi, đủ mọi thứ tội khác. Chính nhờ những người đau bệnh này, chính nhờ những người nghèo túng này mà chúng ta nhận ra rằng lạy Chúa, Chúa thương con nhiều quá. Chúa ơi, chị ơi. Con hôm bè con cả hôm tin cả hôm dân tộc gì? Dân tộc cả hô. Dân tộc cả hô. Con có đạo không? Con đạo. Đạo Chúa. Đạo Chúa. Đạo Chúa, còn đây là ai của con đây? Chồng đạo Chúa. Chồng của con. Chồng con bị bệnh bao lâu rồi? 5 tháng này. Rồi nhà con ở mãi đâu? Con ơi, chơi đi. Vâng, hôm nay cha gửi tặng cho con cái xe nha, để con không còn phải cõng chồng con nữa. Vì gia đình nó quá nghèo, quá khổ, cho nên hai vợ chồng đến đây không có cái xe. Và lòng thương xót Chúa mời gọi chúng ta đón nhận những ân nhân của cộng đoàn. Đây là những ân nhân của cộng đoàn, vì nhờ có họ mà ta mới có thể thực hành lòng thương xót Chúa được. Không phải ta là người thiên cho họ, như mẹ Teresa nói, những người nghèo là những người cho ta nhiều hơn là ta cho họ. Đây là những ân nhân của giáo điểm tin mừng, những người đau ốm bệnh tật, những người mù què tâm điếc, những người tội lỗi, những con người mà bần hàn, những con người bị xã hội ruồng rẫy, bị giáo hội bỏ quên. Đấy là ân nhân của giáo điểm tin mừng, ân nhân của cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng và những anh chị em ân nhân đó. Đây, bây giờ tặng cho con chiếc xe lăn này nha. Còn đây là con. Đây là ai? Dạ, đây là mẹ của con. Dạ, con Martino lên đến trường. Ở đâu? Dạ, con ở 959 Nguyễn Văn Tạo. Dạ, con ở ngay đây ạ? Dạ, dạ, gần đây. Vâng, rồi mẹ con? Dạ, mẹ con Maria Trần Thị Tông. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 70 tuổi. Mẹ con bị bao lâu rồi? Dạ, mẹ con bị 8 năm rồi. Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi vẫn đi những chuyến công tác ra những tỉnh xa xôi, nhưng mà không quên địa phương ở đây. Như anh chị em ở trong vùng này, bà con lối xóm người ta gọi là bán anh em xa, mùa lắng giềng gần. Cho nên chúng tôi đến đây, chúng tôi mang ơn những anh chị em ở đây, mang ơn bà con lối xóm ở đây, mang ơn địa phương ở đây, mang ơn những người chính quyền, những người có trách nhiệm tại ấp, tại xã, tại huyện đây.
vì đã tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được thực hành lòng thương xót Chúa, được chia sẻ với anh chị em. Chúng tôi mang ơn những người đã cho phép chúng tôi được rao giảng lòng Chúa thương xót, được cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và nhất là được thực hành lòng thương xót Chúa tại chính địa phương này, để chúng tôi có điều kiện mà gửi tặng những học bổng lòng Chúa thương xót đến cho anh chị em ở tại địa phương này, những căn nhà tình thương cho anh chị em địa phương này, những món quà Noel, quà Tết, quà Trung Thu. Và ở địa phương này có những gia đình khó khăn, chúng tôi đã đến thăm và tặng quà trong những dịp đó. Đôi khi chúng tôi còn không biết được hết, cho nên tha thiết mong ước anh em địa phương, bà con lối xóm giúp chúng tôi, làm ơn cho chúng tôi biết được những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn. Giống như ở đây bà cụ 70 tuổi ở ngay đường Nguyễn Văn Tạo, bà con lối xóm của chúng ta đây, mà hôm nay chúng tôi mới được biết để gửi tặng cho anh cái xe lăn để cho bà cụ, và gửi tặng cho bà cụ cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, cho anh, cho chị và cho tất cả những người hiện diện nơi đây. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi mời chúng ta kết thúc bằng tất cả mời cầm cây quạt lên và tất cả cùng nói lên lời tạ ơn. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa.